Em xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Em tên là Lã Thu Uyên, học sinh lớp 7A3. Hôm nay em rất vinh dự được tham gia cuộc thi kể chuyện theo sách Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, học tập và làm theo lời Bác. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa, tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ, lụa tặng già. Như chúng ta đã biết, Bác Hồ vì lãnh tụ thiên tài, người cha già kính yêu của dân tộc. Tuy người đã đi xa, nhưng hình ảnh của người vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Tấm gương của Bác vẫn soi sáng cho mọi thế hệ con cháu học tập và noi theo. Nổi bật trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tình yêu thương con người. Đức hy sinh và tình yêu thương của Bác thể hiện nhất quán từ tư tưởng đến từng hành động. Trong mối quan hệ với đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế và hơn hết, Bác luôn dành những tình cảm đặc biệt nhất cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Có rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ đã viết nên những vần thơ, những câu chuyện, những bài hát nói về tình yêu thương của Bác với thiếu nhi. Để thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính với Bác, em xin kể câu chuyện Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc, được in trong cuốn Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng, do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản năm 2020. Hơn một năm xa tổ quốc, trải qua ngót 30 nhà tù của Tưởng Giới Thạch gần khắp Quảng Tây, Bác Hồ trở về Bắc Bó cuối năm 1944. Nhìn thấy việc giữ vệ sinh, nước ăn và nơi ở chưa được dân ở đây chú ý, Bác bảo chúng tôi cùng Bác bắt tay dọn dẹp. Một buổi sáng, Bác bảo các cháu xếp hàng đi ra phía khe nước. Người tự tay cởi quần áo cho các cháu bé, lần lượt tắm rửa, kỳ cọ cho từng cháu. Chúng vừa tắm, vừa vui đùa, bắn cả nước vào Bác. Trong số bọn trẻ được Bác tắm cho hôm đó, có cháu Thân bị chóc đầu, tóc dính bết. Tắm vội xong, Bác làm thuốc dịp cho. Thuốc sót, thấy cháu kêu, Bác Hồ dỗ dành ngọt ngào: Không sao, chỉ một lạt là hết sót ngay thôi, cháu ạ. Rồi Bác nói với đám thanh niên chúng tôi đứng quanh đó: Các cô, các chú, vợ chồng con trẻ phải giữ gìn quanh năm sạch sẽ cho con cái. Bệnh ghẻ lây nhanh lắm đây, thật khổ cho cháu tôi. Chúng tôi im lặng cảm động. Trông thấy mấy cháu mặc quần áo bẩn và rách, Bác không vui: Các cháu này, con cô chú nào đây, lấy áo sạch thay cho trẻ, còn mang quần áo bẩn đi giặt, chỗ nào rạch thì khâu lại. Có một bà cố gần 100 tuổi, nghe vậy suýt xoa thán phục nói: Ông già này là con người quý giá lắm đấy. Rồi bà cố bảo bố tôi bưng một bát cháo có đánh trứng gà lại mời Bác Hồ. Bác tỏ vẻ không bằng lòng: Các đồng chí làm cách mạng, tôi cũng làm cách mạng. Tại sao tôi được ăn đặc biệt hơn các đồng chí? Và người đứng dậy bếp bát cháo trứng gà mời bà cố ăn rồi nói: Đây mới là người cần được đặc biệt bồi dưỡng. Bà đã sống gần 100 tuổi rồi, khổ cực nhiều, cần ăn cho khỏe để sống đến ngày đất nước độc lập, vui hưởng thái bình. Thật bình dị mà rất đỗi thân quen. Câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thể hiện tấm lòng của Bác Hồ đối với đồng bào. Câu chuyện ca ngợi đức tính nhân hậu, lòng yêu thương con người, lối sống giản dị và nhân cách cao đẹp của Bác. Người luôn quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ em. Câu chuyện cho chúng ta thấy tình yêu thương của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng là vô bờ bến. Bác còn có một tầm nhìn xa thấu đáo. Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài việc học tập thì việc phát triển khỏe mạnh về thể chất là hết sức quan trọng.
đẹp làm sao, đáng kính làm sao, hình ảnh bình dị, thân thương của người khi tận tay chăm sóc các em nhỏ. Rồi cụ ông, cụ bà đã chịu bao khó khăn nhưng không còn sức khỏe để được cậu quan tâm, chăm sóc và kính trọng. Bên cạnh đó, bác còn là một người hết sức bình đẳng, tôn trọng với các đồng chí của mình. Tình yêu thương của bác luôn rộng mở, không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, già hay trẻ, gái hay trai. Hễ là người Việt Nam yêu nước, đều có chỗ trong tim và tấm lòng nhân ái của người. Qua câu chuyện đó, em cũng học được nhân cách cao đẹp của người, đó là sự sẻ chia, phong cách sống giản dị, chan hòa, tình yêu thương giữa con người với con người. Đây là truyền thống tốt đẹp của nhân tộc ta từ xưa đến nay. Bên cạnh đó, câu chuyện giúp em hiểu hơn vai trò và trách nhiệm phải học hành chăm chỉ để xây dựng đất nước. Ngoài học tập, tu dưỡng đạo đức thì việc rèn luyện sức khỏe, giữ gìn thân thể sạch sẽ cũng rất quan trọng để sau này góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một vững mạnh hơn, tươi đẹp hơn, theo đúng lời căn dặn của bác trong thư gửi học sinh vào ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 15 tháng 9 năm 1945, bác đã viết: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu." Trước khi người đi xa, người vẫn đau đớn nỗi niềm chăm lo cho nhân dân và hơn hết là tình yêu bao la người để lại cho toàn thể dân tộc ta trong bản di chúc. Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình yêu thương. Ngày nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần yêu thương. Minh chứng cho điều này là khi đại dịch Covid bùng nổ, rất nhiều lần đại dịch bùng phát mạnh, nhưng tại sao chúng ta lại chiến thắng và vượt qua những lúc khó khăn nhất đó? Chính là nhờ vào tình yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với nhau. Trong cuộc chiến với đại dịch Covid, trường trung học cơ sở Nha Trang chúng ta cũng đóng góp rất nhiều với sức người, sức của để chung tay chống dịch. Các thế hệ học sinh chúng em rất tự hào vì điều này. Em rất tự hào vì mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, là người dân của đất nước Việt Nam, là cháu ngoan Bác Hồ. Chúng em xin hứa luôn quyết tâm học tập, rèn luyện thân thể, tu dưỡng đạo đức để sau này góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày một tươi đẹp hơn. Để làm được điều đó, chúng mình hãy cùng nhau đọc thật nhiều sách, đặc biệt là sách đạo đức Bác Hồ, để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nhé. Phần thi của em đến đây là kết thúc. Để thay cho lời kết, chúng ta hãy cùng nhau hát vang bài ca Hồ Chí Minh. Biết đêm đó xa tóc nơi chân trời, người dân ở đó lầm than nỗi nghèo.